Xin chào các em, chào mừng các em đến với lớp học Kiến Guru. Thầy xin giới thiệu, thầy là Phạm Quốc Toản, sẽ đồng hành với chúng ta trong chương trình học vật lý 11. Xin chào các em, ở trung học cơ sở chúng ta đã biết các vật mang điện có thể hút nhau hoặc đẩy nhau. Vậy lực tương tác đó phụ thuộc vào những yếu tố nào và tuân theo một quy luật nào? Bài học hôm nay, thầy cho chúng ta sẽ đi tìm hiểu các yếu tố đó và trả lời được câu hỏi của phần bài học đặt ra. Ta đã biết khi cọ sát những vật như thanh thủy tinh, thanh nhựa vào dạ hoặc lụa thì chúng ta có thể thấy những vật này có khả năng hút những vật nhỏ như là màu giấy, như là sợi bông. Ta nói rằng những vật đó đã bị nhiễm điện. Vậy làm thế nào để phát hiện ra một vật đã bị nhiễm điện hay là chưa? Rất đơn giản các em ơi. Chúng ta có thể chạm bút thử điện vào cái vật này. Nếu bóng đèn bút thử điện sáng thì vật nhiễm điện. Hoặc đưa những vật này lại gần những mẩu giấy nhỏ hoặc là sợi bông. Nếu chúng bị hút lại thì ta cũng nói vật đó đã bị nhiễm điện. Các em thân mến, vật bị nhiễm điện còn gọi là vật mang điện, vật tích điện hay là một điện tích. Điện là một thuộc tính của vật. Và điện tích là số đo độ lớn của thuộc tính đó. Chúng ta hiểu đơn giản tương tự như khối lượng. Khối lượng là đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật. Khi nghiên cứu ở trong chương trình này thì chúng ta chỉ quan tâm đến điện tích điểm. Vậy điện tích điểm là gì? Điện tích điểm là một điện tích có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách tới điểm mà ta xét. Chúng ta có thể thấy các điện tích có thể đẩy hoặc hút nhau. Sự đẩy hay hút nhau giữa các điện tích gọi là sự tương tác điện. Người ta thừa nhận rằng là chỉ có hai loại điện tích là điện tích dương ký hiệu bằng dấu cộng và điện tích âm ký hiệu bằng dấu trừ. Các điện tích cùng loại tức là cùng dấu thì đẩy nhau. Các điện tích khác loại hay là khác dấu thì chúng hút nhau. Như vậy, bài học hôm nay của chúng ta đã tìm hiểu những vấn đề rất cơ bản về sự nhiễm điện, về điện tích, về tương tác điện. Bài học chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em vào các video bài giảng tiếp theo.